ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលYouTube នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនិងមានអ្នកជាសះស្បើយ3នាក់ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង7:00នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោមមួយអ្នកមានវីរុសកូវីដ-19 ទាំងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍23វិជ្ជការនិងអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសគឺមានសរុបទូទាំងប្រទេស365នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី83នាក់បុរស២៧6នាក់អ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានពីរអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទាំងអស់376នាក់ស្ត្រី82នាក់បុរស២៧នាក់អ្នកជាសះស្បើយថ្មី3នាក់ 3អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសរុបទាំងអស់9នាក់ស្ត្រី5នាក់និងបុរស4នាក់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីជាសះស្បើយសរុប3នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍23វិជ្ជការទី1គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិមាក់ក្លឿងសង្កាត់ច្បារអំពើ1ខណ្ឌច្បារអំពើ1រាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានល
Minh đã chỉ nhận cho từ hàng Petro Plasiano. Tại ban chỉ báo là chia sát bài đã từ tụ ban là tập hợp tại ảo về chấm miên virus COVID đập rầm bốn trong nguồn pi lớp. Tại ban anh nhận ở trên pi mình tìm pet mà tập hiệp không ai so biết rí thân đi Phnom Penh. Bài sát trái chôn chết không ai ai dụ mà phải bởi mùi chân em mình là xây thang sẵn nơi khăn đồn bênh rì thân đi Phnom Penh. Chỉ mất phép bảo bảo chôn chết không ai ai dụ xem sắp rãm chân em. Đại bản rô khơi như vậy chấm miên vì rô COVID-19 là ngày tìm bảo bảo khai thân nô chân em bị bỏ nập hầy. Tại bản phía bảo là chia sát bài đào từ tụ bản là tập hợp tại ở vậy chấm miên vì rô COVID-19 trong nguồn bì lơ. Tại bản án ở nhà đã ở chân bì mình tìm bếp mất tập hiếp không ai so viết rì thân đi Phnom Penh. Khó mình miễn cả này với chấm miễn virus COVID-19 đập rằm bốn thông mây nụ tế, nơi ngay tìm một phẩy bốn khai thân nụ chân nằm bị bỏ nập hầy. Cô là tập hợp phụ tế, nơi bác bó có nông bất cả xã cô một phẩy bằng bầy với chất cá, nơi ngay tìm một phẩy bốn khai thân nụ chân nằm bị bỏ nập hầy. Vì chiếc thân pastor Campuchia bàn thơ vô bị phía và thổ xâm nạ đại tử tụ bàn chấm nụ đập rằm bầy xâm nạ, cứ miễn là tập hợp áo với chấm miễn virus COVID-19 đập rằm bốn tiếng ọt. Sạ rộng nệ chung ngư COVID-19 để bàn rô khơi bệ phoán tăng nâng bật cả xã công mà phay bàm bay về chất cá. Kịch chạp bị thang ngày tìm mà phay bàm bay khai về chất cá chân nằm bì bòn nó phay đó thang ngày tìm mà phay bôn khai thân nụ. Chân nằm bì bòn nó phay miên châm nôn sạ rộng xài xa môi nẹ. Sạ trái đọc bàm bôn nẹ nâng bò rò mà phay bì nẹ. Đại nơi khăn nông châm nôn ní miên nẹ chia sạ xa bài sạ rộng xem sạ bàm môi nẹ. Sạ trái đọc bàm bì nẹ nâng bò rò đọc bàm bôn nẹ. Chắc mà tụ bài chìa đầm năng là o, mình miên về chùm miên trái virus COVID-19 đập rộng môn thông mây, nâng miên nẹ chìa sát báo chìa bằng tọp dạng nàng cái đây. Có sân khâm thè, bộ mại bóng phá ôn từng ọc khá nơi tay rửa xa xa vọt tập hiếp. Để xa nơi cùng liệt trà, nâng ở nà mây, khuôn pran, liền đáy cho mùi chè, xa bố nâng ở cơ lại bàn nhận nhóa. Chà đầm bài rùm khá nơi, tụp sát ca rị rịa đa nơi cho người COVID. Chà hai xông áo, COVID đập rộng môn đi chạp rồi liền bắt ở tới trà. Bị phục lô tương mô của đồ chìa bà tích Campuchia dân phòng này. Chà, chân thì khi em xô bằng chóp tiết tôn tình đơn phố đồng minh sân khai bà bà dân tại trăm phần này. Ở côn cho bố cá tạm đàn tu sân nào bà lúc nè. Chúc cho mùi nụ rụng nên khi em nơi video kai tiết chà xông ở côn sớm cho mình liền.